đi mà cái đường trơn thế. Hàng đấy đi đừng rung kèo rung ngủ quá điên đi nổi mương này sâu lắm, mương này có gật thịt người là thịt về luôn. Hoang đây à? Ui đẹp thế, vâng đẹp tuyệt vời luôn. Đấy là lên to lắm ấy. Thấy mọc ra hang chưa? Nằm dưới nước. Được à. À, ba anh em mình đi câu ở đây mọi người ơi. Ba anh em mình đi câu đây. Thì hy vọng hôm nay là một ngày được nhiều lớn to, quay cho mọi người cùng xem. Hôm nay nắng đẹp, không có, chỉ có mưa bay và trời có tí xe lạnh. Mình anh em mình đi lên trên kia. Mình đa số thì nếu như anh em ở gần mà có được hang đẹp ấy, mình sẽ quay cho mọi người cùng xem. Còn không thì mình là chính thôi. Mình câu là chính thôi. Ok cả nhà. Có cao 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 đừng cao quá. Đẹp lắm, người ta có cắt đi mấy cái dừa dại này rồi thì mình dễ tìm hết. Anh em móc hết rồi đây, anh em nào cũng có hàng rồi đây, con nào ấy thì gọi nhá. Rồi, mình đi đâu? Mình câu cái dây này nhìn nó dễ nhìn hơn mọi người ơi. Mình thay dây màu vàng, màu xanh này. Mướng cổ rút chui lên ruộng xem. Nó cứ đẩy ra. To phết đấy.
đây rồi. Tụt lên úi ăn nốt. Được đấy, nặng đấy nhá. Quá đẹp luôn. Mẹ mưa quá nhà ơi. Hôm nay phải mang con nó bảo hiểm. Tụt. Đây, lên. Lên mạnh. Alo. Chà. Như này là xong rồi. Ôi. Thì lâu quá nó nhả. Con Nguyễn này. Ôi cái đâu. Hồi vàng thật sự. Ngon. Quá sướng. Rồi lên. Ui. Lên mạnh. Ui tụt. Rồi. Mà con này khá to đấy. Đồng nặng đấy. Con này chắc vẫn ướm. Ui, được quá đẹp.
Thằng rông nó nhìn thấy hang nó dễ, nhìn thấy nó lôi. Ôi nặng. Này ăn xấu quá, mổ quá. Ôi thằng to thế mà con bé nhỉ. Ừ, nó cái đầu lên đây luôn. Chứ mới móc ta. Hả? Phải lên ốc chợ dọc của mình câu lặn của hủ như mình bỏ. Chờ chứ, câu cái ủi. Ôi lui. Lui phần. Lui thịt cái này luôn. Rồi. Dạ. À chưa. Chưa. Chờ chứ câu rồi. Đúng rồi. Em xe. Hả? Em rồi. Vất vả quá. Ừ. Mưa gió chịu. Cắn chưa? Hả? Được rồi, cắn thoải mái. Tài. Ra được mấy? Mở ra khoe luôn thôi, không cắn nữa. Câu có bất thường. Hôm nay thì câu mưa quá cả nhà ơi. Vì anh em về sớm á. Cả đây hôm nay cũng không cắn kẹo gì nữa. Mưa quá anh. Mưa quá, còn to không? Được. Có con to. Khổng lồ. Hơn. Bà là hơn. Ôi con này to rồi này. Hai con. Ừ. Đây chắc. Xem nào. Con này vào nửa đường cắn đấy. Cắn cả nhà ơi. Nhìn nào, lôi ra. Đẹp quá. Đây, lướt nó nhỏ này. Nhiều, còn đây thì nhiều hơn. Không to đâu, lướt này. Không to. Tầm khoảng hơn cân đó. Tầm cân rưỡi hơn. Hơn cân rưỡi. Ô, nhảy này ra. Bắt ra. Ê, chặt cái cũng phải gần 2 cân chứ. Nhiều vậy. Thôi, vậy anh em mình xin chào mọi người luôn đây. Đạt đâu? Mưa quá. Bye bye. Thôi, mưa quá cả nhà ơi, không câu được. Về. Âm u quá. Mưa là gió này chứ. Điểm này mà tương lai mà nước nó khô xuống thì đi câu nó nhiều này. Thôi bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.